Cái đó màu đỏ. Màu đỏ hả? Đúng rồi. Màu nè. Màu đó màu hồng. Đúng rồi. Màu trái chi. À, không, màu này màu trắng. Màu Nè trắng. nè nè. Cái màu nào tôi nó không? Trắng ngang. Rồi tới màu gì? Con muốn biết màu gì nữa? Màu đó màu hồng. Nè, cái ba cây nào? Rồi bên đây màu gì? Su. Bên đây màu gì? Màu gì nãy nói rồi đó, con nhớ không? Nè, ba cây Màu nào? gì? Mấy tôi đi giặt đồ chị. Đâu? Để chỉ coi màu gì? Màu vàng. Đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá. Còn bên đây màu gì? Cái màu gì? Cái này màu gì Su? Không phải, màu cam. Rồi, giỏi quá. Màu này màu gì? Màu này màu gì đây? Không phải, màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Ở đây nữa nè, ở đây cũng giống vậy nè. Đây màu gì? Không phải, nãy mới nói màu gì? Màu gì? Nãy mới vừa nói màu. Màu đỏ. Đúng rồi. Màu đỏ. Sao nhớ màu hồng hoài vậy? Màu đỏ. Sao ơi là sao ạ? Ở này màu gì đây? Ở này màu gì? Không phải màu hồng. Màu gì? Màu gì? Màu gì coi? Màu trắng. Đúng rồi. Ở này màu gì? Màu tím sen. Ừ, đúng rồi. Rồi thuộc bài chưa? Nói lại coi. Vài bữa nó đi học rồi đó. Cái đó màu gì? Màu gì đâu con nói coi. Màu đỏ. Màu đó màu cam. Đúng rồi. Rồi màu này màu gì? Cái trắng trắng này màu gì? Màu trắng. Sao ơi là sao ạ? Con này màu gì đây? Màu gì Su? Màu đỏ. Cái miệng màu hồng không à? Màu đỏ. Xạo quá à. Xạo quá à. Chỉ nó màu đỏ, màu vàng mà đọc màu hồng không. Khóa màu hồng quá ha. Cái đó cái lá. Cái đó cái nhị bông. Rồi còn màu gì nữa không Su? Su à, còn màu gì nữa không? Màu bên đây màu gì đây? Hình này màu gì Su? Màu cam. Màu cam. Đúng rồi.